Đời sống thú vị xin chào các bạn. Đi chợ này, nhặt rau này, nấu cơm này, đấy, rửa chén này, giặt giũ quần áo. Thì nhiều người hay nghĩ rằng đây là việc của đàn bà. Nhưng mà hôm nay tôi làm đây. Đó, nhặt rau này. Và cuối cùng cũng xong rổ rau rồi các bạn. Nó cũng giống như là làm tất cả những việc khác bằng tay. Thế nhưng khi mình đặt tên cho nó, tức là đặt tên cho cái hành động của đôi tay thôi. Như lúc nãy trong đầu, lúc đầu ấy tôi nói là mình đặt tên cho nó, tức là đặt tên cho cái hành động đi chợ, là đặt tên cho nó là việc của đàn bà, hoặc là rửa rau, nấu cơm, hoặc bất kỳ cái gì mà bạn đặt tên cho nó. Đó. Thì khi bạn đặt tên cho nó thì cái ý nghĩa của nó, nếu như bạn ghét cái ý nghĩa đó, nó sẽ làm cho bạn cực kỳ khó chịu khi làm hành động đó. Nhưng thực ra nó chỉ là hành động của hai cái tay do cái bộ não chỉ đạo. Nó giống bất kỳ một hành động nào, nhưng vì ta đặt tên cho nó, ta dán nhãn hiệu cho nó đó. Và cái ý nghĩa đó nó sẽ làm khổ chúng ta. Mọi hành động của ta đều từ cái não chỉ đạo đôi tay làm việc đó. Nó chỉ khác nhau ở mức độ nặng và nhẹ thôi. Nhưng vì ý nghĩa của nó dẫn đến ta khổ. Nếu ta không đặt tên cho nó, ta không gán cho nó một cái ý nghĩa nào đó, thì mọi hành động đều giống nhau cả, đều từ đôi tay hoặc đôi chân của ta. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc bạn bình an và hạnh phúc.